Ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 8, ông Nguyễn Văn Mến, Việt Kiều Mỹ, tức Mến Nguyễn, thần bài poker thế giới, đến Công an phường Đức Long trình báo về vụ việc bị mất trộm tài sản để trong phòng ngủ trong căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo với tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Số tài sản trên để trong két sắt gồm 200 triệu đồng, 8.000 USD, 3 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex trị giá hơn 600 triệu đồng, một lắc vàng đính kim cương hơn 40 triệu đồng, một nhẫn vàng đính kim cương trị giá hơn 400 triệu đồng, 3 dây chuyền, 7 mặt dây chuyền, nhẫn trị giá hơn 100 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra. Theo đó, xác định vào tháng 5 năm 2024, ông Mến xuất cảnh qua Mỹ để giải quyết công việc. Khi đi, ông Mến giao căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo cho em gái là bà Hát trông coi. Riêng phòng ngủ của ông Mến được xây dựng phía sau căn nhà. Bên trong phòng có đặt một két sắt cất giữ tài sản có giá trị. Khi xuất cảnh sang Mỹ, ông Mến khóa cửa phòng và mang theo chìa khóa. Đến 18 giờ ngày 20 tháng 8, ông Mến trở lại Việt Nam và tòa hỏa phát hiện két sắt trong phòng đã bị mở, toàn bộ số tài sản gồm trong két sắt đã bị lấy sạch. Ngoài ra, một con heo đất trên giường ngủ cũng bị đập vỡ, bên cạnh có một cây búa và một đèn pin. Sau gần 24 giờ khẩn trương điều tra, Công an thành phố Phan Thiết xác định Đinh Chí Vũ, 41 tuổi con trai bà Hát, gọi ông Mến là cậu ruột, là thủ phạm mở két sắt lấy tài sản. Vũ là người sống tại căn nhà của ông Mến trên đường Trần Hưng Đạo. Khi thấy cậu ruột đi qua Mỹ, biết trong phòng ngủ có tài sản, tháng 6 năm 2024, Vũ đặt mua hai dụng cụ mở khóa trên mạng xã hội. Sau đó Vũ mở khóa phòng ngủ của cậu ruột, lục tìm được chìa khóa mở két và lấy trộm toàn bộ tài sản của ông Mến và mang USD, đồng hồ và trang sức đi đổi, bán tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Công an thành phố Phan Thiết đã thu giữ tang vật gồm một đồng hồ hiệu Rolex và 7 mặt tượng Phật, hiện đang tiếp tục xác minh, thu hồi số tang vật còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đinh Chí Vũ theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Phan Thiết, Đinh Chí Vũ đã có 3 tiền án, gồm 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy và 1 tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Được biết, ông Nguyễn Văn Mến từng được tạp chí Card Player Magazine vinh danh với danh hiệu thần bài poker, được bình chọn là một trong 10 poker giỏi nhất thế giới và đạt danh hiệu The Master. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, miền Bắc đã đón một trận mưa lớn kèm theo dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Đáng chú ý, mưa lớn gây ra hơn 1.000 cú sét trong vòng 1 giờ đồng hồ và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 22 tháng 8, khu vực Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.000 cú sét. Trong đó, khu vực có sét nhiều nhất bao gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình. Dạng thời tiết nguy hiểm này sẽ còn duy trì trong 2 ngày tới. Trước đó, trong cơn dông vào sáng ngày 5 tháng 6 năm 2024, đã có 10.215 cú sét đã đánh ở Hà Nội, trong đó có 7.025 cú sét rội xuống đất, số còn lại đánh trên không trung. Theo nhận định của chuyên gia tại Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thế giới có 3 tâm dông chính hoạt động dông sét rất mạnh. Trung bình một năm, Việt Nam hứng chịu khoảng 2 triệu cú sét. Do mưa lớn kéo dài từ tối ngày 22 đến trưa ngày 23 tháng 8 đã gây ngập úng cục bộ, chia cắt giao thông tại nhiều điểm của thành phố Thái Nguyên. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, đây là đợt mưa có lượng mưa lớn nhất ghi nhận trong cùng kỳ nhiều năm tại địa phương. Mưa lớn bất ngờ và kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Một người bị lũ cuốn mất tích khi đi qua ngầm tràn. Công tác khắc phục đang được địa phương tích cực triển khai. Trước tình trạng mưa lớn, ngập úng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân tại các điểm xung yếu. Từ đêm qua, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã được huy động có mặt kịp thời để lập chốt, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân di dời tài sản. Em huy động từ tối qua thì là một số anh em làm tự động ra, còn tháng này là chủ quân sự phường huy động hết tầm một số. Đến khi nào rút thôi. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng khẩn trương kiểm tra tại một số khu vực ngầm, tràn, đập tràn, các điểm bị ngập úng và chỉ đạo công tác ứng phó. Kiểm tra toàn bộ các nội dung các điểm ngập úng trên địa bàn toàn thành phố Thái Nguyên. Sau khi phát hiện các khu vực ngập úng thì chúng tôi đã triển khai 100% lực lượng thường trực của thành phố Thái Nguyên phối hợp với cán bộ chiến sĩ lực lượng của Bộ Chỉ huy tỉnh và triển khai toàn bộ dân quân chốt chặn và các biển báo các cái vị trí khu vực kiên quyết không cho người dân vào.
đi vào khu vực ngập úng, và khi xảy ra khu vực ngập úng thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bà con nhân dân là tổ chức cơ động đi qua những cái nội dung nào khó khăn vướng mắc trong quá trình cơ động, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ bà con nhân dân xử lý các nội dung trên địa bàn của thành phố. 100% cán bộ chiến sĩ ra tất cả các điểm tuyến để thứ nhất là thực hiện cái việc mà phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông, giúp cho người dân đi lại được thuận lợi và an toàn. Thứ hai là hỗ trợ cho các cái phương tiện mà gặp sự cố mà khi mà bị tại các điểm ngập úng để các cái phương tiện được lưu thông cho nó thông suốt. Thứ ba nữa là cũng kịp thời phối hợp cùng với cả các cái lực lượng chức năng ở cơ sở thực hiện cái việc mà chỉ huy điều khiển giao thông và phân luồng. Mưa lớn khiến mực nước hồ Núi Cốc và sông Cầu lên cao. Mực nước sông Cầu đo được tại cầu Gia Bảy vào lúc 13 giờ ngày 23 tháng 8 cao hơn mức báo động 1,9 cm. Tại hồ Núi Cốc trên sông Công lúc 13 giờ ngày 23 tháng 8 cao hơn 89 cm so với báo động 1. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8 tại vị trí tràn xả lũ số 1, lưu lượng xả từ 50 đến 200 m khối trên giây. Khi thực hiện vận hành xả nước qua tràn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân dọc hai bên bờ sông Công. Vì vậy đơn vị cũng đã đề nghị người dân phía hạ du tràn có các biện pháp phòng tránh và chủ động trong sinh hoạt, hạn chế các hoạt động sản xuất ở bờ bãi mép sông, đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông khi mực nước sông Công có thể dâng cao. Đến chiều ngày 23 tháng 8, việc xả nước qua tràn đang thực hiện ở mức độ mở cửa 30 cm với lưu lượng là 50 m khối trên giây. Dự kiến nếu lượng nước thượng nguồn đổ về lớn và mưa to, công ty khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ mở cửa tràn rộng hơn với lưu lượng tăng để đảm bảo dung tích phòng lũ. Mặc dù đã có thông báo xả lũ và có cảnh báo cùng với lực lượng chức năng chốt giữ tại ngầm tràn Hồng Thái thuộc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tuy nhiên vào khoảng 12 giờ trưa nay, một nam thanh niên ở xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên vẫn cố tình di chuyển qua ngầm tràn, hậu quả bị nước lũ cuốn trôi và mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn. Đêm qua và sáng nay, cùng với mưa lớn liên tục dội xuống Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành miền Bắc gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng nhận định miền Bắc vẫn sẽ tiếp diễn mưa lớn trong ngày mai, 24 tháng 8. Về nguyên nhân, chuyên gia khí tượng cho rằng do tổ hợp hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao kết hợp với gió đông nam gây ra mưa lớn. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm ngày 22 tháng 8 và sáng ngày 23 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Hòa Bình và Thái Nguyên xảy ra mưa rất lớn. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Một số nơi mưa lớn như ở Đồng Quang, Thái Nguyên, từ 19 giờ tối ngày 22 tháng 8 đến 9 giờ ngày 23 tháng 8 là 219mm. Quan Hoa, Cầu Giấy 195mm. Hoài Đức, Hà Nội là 193mm. Vượt lượng mưa lịch sử ở khu vực này 190mm vào tháng 8 năm 2022. Và cái nguyên nhân của cái đợt mưa lớn trong cái đợt mưa này thì chúng tôi đã xác định là cái hình thế đó là cái vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 50 mét cộng thêm với tác động của cái trường gió đông nam của khối không khí biển lấn từ phía đông vào. Vâng, về cái hình thế cái vùng xoáy thấp và cái đới gió đông nam tiếp tục duy trì, vì vậy trong ngày và đêm hôm nay, khoảng thời gian từ nay đến hết của ngày 24, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục xảy ra cái mưa lớn, với cái lượng mưa chúng tôi nhận định là khoảng từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 200 mm. Ngoài ra thì các khu vực khác của Bắc Bộ cái lượng mưa cũng có cái lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm và có nơi trên 100 mm. Sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang giai đoạn ít mưa từ ngày 26 tháng 8 đến hết tháng 8. Sang tháng 9, khu vực này tiếp tục có mưa nhiều và mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024 và có xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11 năm 2024. Với các cái dự báo hiện tại thì chúng tôi dự báo là La Nina sẽ có cường độ từ trung bình cho đến mạnh. Ảnh hưởng của La Nina trong những tháng tới sẽ khiến cho mưa trên toàn quốc sẽ có xu hướng là gia tăng. Bão trên khu vực Biển Đông cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn từ khoảng nửa cuối tháng 9 và cao điểm sẽ rơi vào tháng 10 và tháng 11. Theo dự báo, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm là 5,9 cơn. Trong số đó, cơn bão đổ bộ vào đất liền cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam, đề phòng khả năng cao bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại Biển Đông.
cùng với cả quá trình mà mưa tăng và bão xuất hiện nhiều hơn trên Biển Đông thì dẫn đến cái nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là khi mà các tỉnh Bắc Bộ đã trải qua giai đoạn mùa mưa, các cái độ ẩm đất cũng như là các cái trận mưa rồi đã khiến cho các cái tình trạng đất là dễ bị sạt lở cũng như là lũ quét. Cho nên là những cái cơn mưa trong tháng 9 thì có thể sẽ mang đến cái nguy cơ rất là cao về sạt lở cho khu vực Bắc Bộ. Dự báo thời kỳ tháng 9 đến tháng 11, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70% nên mưa sẽ gia tăng. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 9 tháng 10 năm 2024 phổ biến cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 10-30%. Do mưa bão nhiều, dự báo tình hình lũ lụt cuối năm nay cũng sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, nên người dân cần chú ý đề phòng.